Ủa mấy cái lan dây đó không phải mình treo vậy là được hả vậy? Mình treo vậy nó không có sống. Nó không có da con, nó không có chỗ bông. Ba lan dây này gỡ cái bội này ra nè. Bây giờ bà cần than hay gì? Nhưng ký một hạt. Ký than. Để về mới cần được chứ giờ. Vậy sao cái cây này của con sao nó vàng quá nè vậy? Cái này nó cây này cây nghinh xuân, bữa hổm sao nó xanh xanh mà sao con hạ xuống đây nó vàng quá vậy? Coi gốc thử coi. Dạ, cây nghinh xuân này con có gốc đó. Ông anh cho con gần cả năm trời mà cũng có chút ác à. Tưới nước, hồ nước, tưới gì? Tưới nước ngày tưới cử. Dạ. Đâu cái đít nó ướt nhẹp này đây chứ. Ướt cái vui. Cho ướt cái dần. Khô. Nó é gì ta, hình như cái cây này nó chịu khô hay sao vậy ơi. Dạ. Bữa hổm nó tươi sao nó hạ xuống đây nó vàng quá. Cái này nó chịu khô hay sao? Cái nghinh xuân. Dạ. Cái lá này cũng vàng. Lá này bỏ, tước bỏ nó héo vậy nó không có chết. Dạ. Nói chung cũng tách ra thì nó cũng đỡ rồi tại bỏ có. Vô. Dễ vậy nó không có sống. Có than mới được. Mình làm vậy nó không có chỗ bông. Dạ. Nó mới tưới sớm rồi chiều tưới. Ba lăng dây tưới ngày hai cử nè. Cái cây đó là cái cây cây tốt đó là cây cây hoàng hậu đó. Dạ. Cây hoàng hậu con mua 100 mấy đó. Cái đó là ba con không được chiếc bẩn được chiếc. Chiếc là được ba con, tại được ba bội rồi. Cây này chiếc được ba bội hay gì? Chiếc được ba bội tét ra, chiếc đâu dễ chiếc mà. Tại vì tét ra không biết nó có sao không. Lan rồi tôi chiếc cho không rồi. Ủa bãi vậy chậu này chiếc được qua chậu là bãi cây này nè, cây hoàng hậu này đẹp nè. Hoàng hậu cái bự đó đó. Vì nó chiếc ra được ba chậu đó. Chiếc ra. Để rồi nó phân ăn không phân ăn không được. Ai biết bởi vì nó mua con cây đó mà tôi không có dám thì sợ nó. Cây hoàng hậu nữa gì chiếc ra đi được. Sao người ta không có để miếng than nào chống chứ. Không để than nào chứ hả? Người ta để mấy cái sư dừa với vỏ thông hay gì. Trời ơi, vỏ thông cái gắt cái cọng có ăn được đâu mà để đó uổng. Xe dừa không hả? Vỏ thông con mua 30 ngàn ký đó. Ôi, nó gạt cô nó bán đó. Cái gắt cái cọng có ăn được đâu. Gạt cô bán cái tiền đó. Giờ gì đi chợ đó hả? Đi mua bội nè. Ủa bảy mua bội không? Gửi gì mới mua luôn. Hả? Bảy mua bội không? Vậy được rồi. Vậy là mua cái bội đó à. Chứ bà mua ba cái bội trồng cái gì là lan dây đó. À mấy cây lan dây. Lan dây cũng hai bội hen. Ba bội lan dây. Ba bội lan dây với bội này hả? À. Lan dây có hai cây mà. Đó cây đó. Cây đó là để gì hay vậy? Đó. Cây đó. Cây treo xào đó. Vậy chứ dạng cây đó có hai cây mà. Thì hai cây. Hai cây có hai bội hả? Ủa bữa đó con lấy ba cây thứ đó lận mà bảy hai cây chứ. Hai cây đó. Cái thằng này có một ngày cây đó, một cây đó. Đâu có thấy đâu. Ủa bị cuột gốc nào nó vậy? Ngay chỗ cần cột điện đó. Bà giờ ba rồi. Cột gần cột điện đó. Cột điện nó không có đủ phần, nó không có sống. Dạ. Ba rồi đi. Dạ. Phân cho cây lan. Không có này mình không có này là nó không có bông. Dạ. Cái này để vậy đừng dở bạn gỡ bấm vô. Bạn lan gừng chưa có kỹ thuật trồng cho nên cô không, giúp đỡ đây. Không biết làm. Dạ. Không biết làm mà nó không có bông. Không biết làm. Bông lắm. Cô là chuyên trồng bông lan luôn. Làm được mê chết đi. Dạ. Mê lan nó mê hơn gì nữa. Dạ. Sáng thì chợ gì làm ăn, làm rồi đi tứ rồi mình sáng tứ thì làm gì làm. Ủa cái dễ bỏ ra ngoài cho bò vậy hả? Tại dễ nó dài.
Hình như mấy cái cây leo này là nửa nó cao cái mình cắt khúc cái mình trồng tiếp, cắt khúc cái mình trồng tiếp. Nhảy con. Nhảy con mình tét ra. Dạ. Không có cắt chết á. Dạ. Không có than mà nó không có nhảy con, nó không có nhảy măng. Không đấm nó dễ nó vô gì nữa hả? Quấn vô, để tôi quấn vô. Tôi thấy cả tôi mới học nè. Mới học cái tưởng tôi không tử tế gì. Học về chuyên nghề nhau á gì. Cái này cái mũ không cắt ra đi. Con mua từ lúc con mua giận bỏ tờ vậy tới giờ. Thôi. Chết đâu kìa nè, cái kéo nè. Kéo nè. Cắt ra mà đừng ngại, cứ cắt đi. Nhỏ trên kìa. Cắt ra cắt mũ ra lên nó bỏ. Đèn ra sao? Trời ơi, ông già hả? Ông không thấy đường hả? Cắt mũ ra đi. Lấy mũ ra hết luôn rồi cho nó bỏ má cho nó ăn dễ nữa, ra dễ nữa. Mũ ép vào nó ăn dễ. Trời ơi, cái này nó ăn gãy nó quắn chết luôn rồi. Mình cắt ra đi, cắt mũ ra đi. Nè nữa dễ ló lòng thầm nó đẹp lắm. Dạ. Tại vì lúc nhỏ để trồng cây nhỏ người ta bán nè. Cho nên chậu nó nhỏ. Làm giờ xô suốt đời tới già luôn nó nữa nhảy măng con cặp mét hay mét mình tép ra mình trồng. Dạ. Cái này rễ nó chằng chịt quá ha. Bẻ gì bẻ ra từ từ rồi gì được rồi nó gì vậy? Bẻ chút chút gì. Nó dài dài. Tép ra. Dài xuống tép ra. Tép xuống. Trời ông cắt rễ luôn nó không sao đâu, nó chết nhảy rễ dữ lắm. Nó có chết. Nó nhảy rễ dữ lắm. Cái vỏ này nó nè, tán này mới. Cái này nó bông đẹp lắm trời nha. Trời trời, cái này tán hai cái chậu luôn nội. Cắt nhà được cắt cái này rồi nè. Tôi kêu tôi xét làm sao, ủa trời chậu cũng không có lỗ. Rồi họ bỏ cái miếng mũ này vô luôn cho nó bắt dễ. Mũ mũ đâu có ăn được đâu. Ở chồng bắt cái là giao thông ông nó cô lúc mấy người già nó cứ nhắc con cầu ăn cái gì cũng như thí dụ mình nè cứ mình ăn được đâu mà đặng ta bán cho thôi sao ta bán thí dụ nó miệng dễ ăn than trả tiền cho cô ba bội nè 7.000 bội 31.000